Ngày 10 tháng 9 đã xảy ra sạt trượt mái đê hạ lưu Hữu Đà tại địa bàn thôn Tòng Lệnh 1, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì với độ dài khoảng 20 mét. Sự cố đã được phát hiện, tập trung xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân, công an và nhân dân đã dùng tải và chúng tôi đã huy động 100 khối cát và chúng tôi đã xử lý ngay. Thế và chúng tôi đã mua trên 600 mét bạt để che không cho nước mưa ngấm xuống cái chỗ bị sạt lở. Thành phố Hà Nội có hơn 37 km đê hữu hồng là đê cấp đặc biệt, hơn 249 km đê cấp 1 là các tuyến đê tả hồng, tả đuống, hữu đuống, tả đáy và đê Vân Cốc. 45 km đê cấp 2 là đê Hữu Đà, tả đáy, đê La Thạch, đê Ngọc Tảo. Và 72 km đê cấp 3, 160 km đê cấp 4 và hệ thống đê bối, đê bao. Trên hệ thống các sông là sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Tích, sông Đáy. Bão số 3 gây mưa lớn và xả lũ thủy điện từ thượng nguồn khiến mực nước sông Hồng đạt dưới báo động 3 13 cm, lớn nhất từ năm 2023 đến nay. Sông Cầu, sông Cà Lồ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971, vượt báo động 3 là 2,02 m. Sông Tích, sông Bùi cao hơn báo động 3 là 80 cm, đỉnh lũ lịch sử năm 2018 cao hơn có 29 cm. Điều này đã gây ra sự cố tại một số vị trí, song đã được phát hiện ứng phó kịp thời. Từ cái hộ đê cao khoảng 3 m, thì khi nước sông vào thì đương nhiên là nó ngấm, bắt đầu nước sông tuôn ra nó bắt đầu sạt. Thì chính vì thế nên có hộ đê nên là nó đảm bảo là nó chỉ tợt sạt thôi, nếu mà không hộ đê, kẻ hộ đê thì là rất phức tạp. Riêng một số tuyến đê vùng Hữu Bùi, Hữu Tích đã bị tràn do lũ quá lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều ngày tại một số xã trên địa bàn huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức. Sông Nhuệ đã tràn bờ, gây ngập lụt tại một số địa điểm tại Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì. Ở xã An Phú là do lũ dừng ngang, hiện nay là cái đê ngoài vùng 700 là trên 11 km, 11,7 km hiện nay đã tràn. Bốn cái vùng, vùng thứ nhất là vùng Đồng Chiêm, vùng thứ hai là vùng Nam Hưng, vùng thứ ba là vùng Quán Mai, vùng thứ tư là vùng Thanh Hà, là các vùng lẻ đã ngập và thiệt hại về diện tích thủy sản thì cơ bản là mất trắng ở ngoài vùng. Đối với đê trên địa bàn huyện Thanh Trì thì cái cao trình mặt đê thấp dẫn đến nhiều vị trí sung yếu, nhiều vị trí bị tràn bờ. Thì việc này thì công ty cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp cùng với Ủy ban nhân dân huyện để đưa vào các cái dự án trong các cái kỳ đầu tư đảm bảo cao trình mặt đê có thể đáp ứng được cái việc phòng chống với cái mực nước sông Nhuệ lên cao như bão số 3 vừa qua. Để nâng cao năng lực chống lũ của hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, việc đầu tư nâng cấp cần theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh, mở rộng mặt đê kết hợp giao thông tại các tuyến đê sung yếu. Riêng đối với địa bàn nằm trong vùng phân chậm lũ trước đây, cần có các giải pháp khắc phục mang tính tổng thể, lâu dài, bền vững, thích ứng với các diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết.